Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và trong ngày hôm nay 18 tháng 2 sẽ có những tin tức gì nổi bật có trong ngày thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Vào tối ngày hôm qua 17 tháng 2 thì KICM đã tung ra teaser cho MV được mang tên là Cần Một Lý Do và đánh dấu sự nghiệp âm nhạc riêng lẻ của mình. Tuy nhiên thì trong đoạn teaser chỉ khoảng 1 phút nhưng KICM đã nhận về vô số gạch đá và một lượng beat like cực khủng. Sau loạt sóng gió bị tố chèn ép bạn đồng hành là Jack đến vụ việc khai gian tuổi tác và mới đây thì lại gây tranh cãi vì sở hữu loạt xe hàng hiệu, KICM đã cho ra mắt teaser MV âm nhạc được mang tên là Cần Một Lý Do. Và trong teaser này thì nam ca sĩ đã gây chú ý với hình ảnh hoàn toàn mới mẻ. Trên trang cá nhân của mình thì KICM cũng đã tung ra hàng loạt những bức hình diện áo sơ mi trễ vai và xuất hiện với mái tóc dài, búi cao mang đậm chất lãng tử. Và với thời lượng chưa đến 1 phút thì đoạn teaser có tên Cần Một Lý Do đã khiến cho khán giả tò mò vì không hề để lộ giai điệu hay là giọng hát của KICM. Trong đoạn clip thì nam ca sĩ đã một mình trở về nhà giữa đêm thì phát hiện ra một người lạ mặt. Và tuy nhiên, chưa kịp phản ứng thì KICM đã bị đối phương dùng dao đâm lén. Và theo cập nhật hiện tại thì teaser đã đạt được khoảng 2 triệu lượt xem và đang đạt top 1 trending chỉ trong vòng có một ngày phát hành. Tuy nhiên thì tác phẩm mới của KICM lại gây sốc vì nhận được một lượng dislike cực khủng. Cứ reset lại một lần thì lại thấy lượt dislike được tăng lên 1.000 lần. Và không chỉ thế, đoạn teaser này thì cũng đã nhận về khoảng 40.000 bình luận, nhưng mà hầu hết thì toàn là bình luận mắng chửi của cư dân mạng. Được biết, trước khi tung ra teaser Cần Một Lý Do thì KICM từng gây xôn xao khi mà xuất hiện trong phòng thu âm. Và nhiều người dự đoán là anh sẽ trở lại với một sản phẩm âm nhạc mang vai trò là ca sĩ. Và đúng như dự đoán thì màn chào sân của KICM đã khiến cho người xem bất ngờ. Trước đó thì anh đã từng thông báo là sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật để đi du học. Tuy nhiên thì những động thái khó đoán gần đây, ví dụ như là mua xế hộp mới, ra MV, đi thu âm vân vân thì càng khiến cho khán giả tò mò về những dự án sắp tới của nam ca sĩ này. Và cũng trong ngày hôm qua 17 tháng 2 thì Jack cũng đã chính thức quay trở lại với một bộ hình vô cùng lịch lãm kèm theo một kênh YouTube mới của mình. Và trong vòng chỉ có chưa đầy 4 giờ đồng hồ thì kênh YouTube mới của Jack đã đạt về con số là 100.000 lượt theo dõi. Và tối ngày hôm qua 17 tháng 2 thì Jack đã bất ngờ đánh úp bằng một bộ ảnh với phong thái vô cùng khỏe khoắn và rạng rỡ sau nhiều ngày thoát ẩn thoát hiện. Khác với hình ảnh trước đây thì trong bộ ảnh mới lần này thì Jack đã mang đến một phong cách trưởng thành hơn, lịch lãm hơn. Và đồng thời một đoạn clip đã thông báo về sự trở lại đường đua V-pop đã được đăng tải trên kênh YouTube có tên là Z97. Đây là một kênh YouTube hoàn toàn mới và rất có thể là sẽ là kênh YouTube chính thức của nam ca sĩ trong thời gian tới. Và điều bất ngờ là chỉ sau vỏn vẹn có 4 tiếng đồng hồ từ một kênh YouTube mới lập ra đã xác lập kỷ lục vượt 100.000 người theo dõi, và đây là một con số vô cùng ấn tượng mà chưa một nghệ sĩ nào tại Việt Nam có thể làm được điều đó. Và đặc biệt hơn cả là chưa có một MV hay là một teaser nào khác ngoài đoạn clip giới thiệu về anh trên kênh này. Và sau khoảng 12 tiếng thì đoạn clip đã thu về hơn 500.000 lượt view. Một điều khác khiến cho cư dân mạng xôn xao về việc Jack có thay đổi nghệ danh thành Z97 hay không thì bởi trong đoạn clip trên thì anh vẫn giữ tên là Jack nhưng mà kênh YouTube thì lại đặt là Z97. Và đây quả thật là một thành tích vô cùng đáng nể và cũng cho thấy là con đường trở lại sắp tới của Jack sẽ khá khởi sắc. Trong một diễn biến khác thì Jack cũng đã cập nhật tiểu sử và contact cũng như là email với quản lý là K87. Và theo thông tin bên lề thì K87 chính là Nguyễn Đức Khoa, làm việc ở công ty Đất Việt VAC. Và Đất Việt VAC cũng chính là công ty mới mà Jack sẽ đầu quân. Và thông tin này thì chưa từng được Jack xác nhận nhưng mà có độ tin cậy khá cao, vì trước đó thì anh chàng cũng đã từng có đêm nhạc trình diễn cũng ở công ty này. Mới đây thì cư dân mạng đã bất ngờ soi được bằng chứng hẹn hò của cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân trong một bức hình mà Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải ôm một bó hoa được tặng nhân dịp Valentine. Cụ thể là các netizen đã tìm thấy điểm tương đồng của tường gạch phía sau người đẹp khi mà trước đó Chi Dân cũng đã từng chia sẻ hình ảnh ở phía ngoài của nhà mình trong một đoạn clip ngắn. Và dựa trên những tin đồn và sự trùng khớp trong bức hình thì nhiều cư dân mạng cho rằng người tặng bó hoa cho Lan Ngọc có thể là nam ca sĩ Chi Dân. Và đã từ lâu thì những thông tin hẹn hò của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân thì luôn rất được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì về phía người trong cuộc thì họ vẫn luôn hoàn toàn giữ kín những thông tin này và cũng như là lựa chọn cách im lặng khi mà có ai đó hỏi về chuyện tình cảm của mình. Và được biết thì trước đó Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân cũng đã nhiều lần bị soi ra bằng chứng hẹn hò, ví dụ như là xuất hiện cùng một địa điểm hay là đi du lịch cùng nhau. Vừa qua thì công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên đã có thông báo về việc là ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp số tiền hơn 1.190 tỷ đồng tiền thi hành nghĩa vụ và số tiền chênh lệch cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo theo quyết định thi hành của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh trước đó.
Trước đó thì vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 thì Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Với bản án kết thúc cuộc ly hôn đầy sóng gió kéo dài hơn 5 năm, theo đó thì ông Vũ và bà Thảo không còn là vợ chồng từ ngày 5 tháng 12 sau gần 20 năm chung sống. Và đồng thời thì bà Thảo cũng không còn là cổ đông trong các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Ông Vũ cũng đã được giữ thương hiệu Trung Nguyên do ông và gia đình sáng lập ra từ năm 1996. Và cho tới ngày 13 tháng 1 thì Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp đủ số tiền hơn 1.190 tỷ đồng nói trên. Như vậy là ông Vũ đã chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại công ty trong tập đoàn Trung Nguyên, và theo thông báo từ phía Trung Nguyên, Trung Nguyên đã hoàn thành văn bản thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố để có thể thông báo thay đổi thông tin cổ đông theo quyết định của tòa án và danh sách cổ đông mới tại các công ty thuộc tập đoàn, và hoàn toàn không còn tên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo với tư cách là cổ đông của công ty nữa. Ngoài ra thì tập đoàn này còn cho biết ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Thảo trước khi mà Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nên là yêu cầu hoãn thi hành án này không gây ảnh hưởng gì đến nội dung đã được thi hành cũng như là danh sách cổ đông mới và không có tên của bà Thảo. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì Ngọc Trinh đã thể hiện độ chịu chơi khi mà khoe một căn phòng tràn ngập đồ hiệu của mình trong căn biệt thự mới, khiến cho nhiều người hâm mộ của cô không khỏi choáng váng. Dù mọi thứ đều đang được sắp xếp nhưng mà vẫn toát lên một độ xa hoa và hoành tráng. Được biết thì đây không phải là lần đầu tiên mà Ngọc Trinh tiết lộ khối tài sản khủng của mình. Trước đó thì cô đã từng nhiều lần chia sẻ về hình ảnh từ giày cao gót hay là bộ sưu tập túi sách đắt đỏ của mình. Và thậm chí là Ngọc Trinh còn bày la liệt đồ hiệu từ phòng khách ra đến hành lang và cả trong xe hơi mà chẳng thèm quan tâm đến giá trị. Và hiện tại thì Ngọc Trinh đang sống tại một căn hộ ở quận 7 rộng khoảng 200m² và được thiết kế một cách sang trọng với gam chủ đạo là màu trắng. Với độ hoành tráng này thì nhiều người đồn đoán là giá trị của căn hộ này cũng lên đến khoảng 20 tỷ đồng. Ngày hôm nay thì người hâm mộ châu Á đã không khỏi dậy sóng với thông tin là hoàng tử châu Á của Running Man Lee Kwang Soo đã bất ngờ gặp tai nạn, dẫn đến chấn thương và cần phải phẫu thuật. Thì điều này có nghĩa là anh sẽ không thể tham gia trong các lịch trình sắp tới được nữa. Cụ thể thì mới đây công ty chủ quản của King Kong đã đưa ra thông báo về chi tiết của vụ tai nạn của nam diễn viên với nội dung là: vào chiều thứ bảy tuần trước, tức là ngày 15 tháng 2, Lee Kwang Soo có ngồi trên xe hơi di chuyển theo lịch trình cá nhân thì bất ngờ bị một chiếc xe vi phạm tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ và đâm phải. Và sau khi trải qua một cuộc kiểm tra chi tiết tại bệnh viện gần nhất thì anh đã được chẩn đoán là bị gãy mất cá chân phải. Lee Kwang Soo hiện tại đang thu xếp các thủ tục nhập viện và được điều trị tích cực để phục hồi một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc phục hồi chấn thương mất cá chân của anh. Và điều này thì có nghĩa rằng anh ấy sẽ không thể tham gia vào các sự kiện theo lịch trình trước đó, và chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông từ phía các bạn. Bên cạnh đó thì đại diện của phía Running Man cũng đã vừa phát đi thông cáo báo chí cho biết Lee Kwang Soo hôm nay không ghi hình được vì đã gặp tai nạn. Thời gian mà nam diễn viên sẽ trở lại quyết định tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của anh. Và hiện tại thì số tập Running Man mà Lee Kwang Soo đã ghi hình có thể phát sóng đến khoảng nửa đầu tháng 3. Thông báo của công ty đã nhanh chóng thu hút về rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận, và hiện tại thì các fan của anh vô cùng lo lắng cho nam diễn viên và cũng rất phẫn nộ vì hành động của lái xe đã gây tai nạn. Bởi vượt đèn đỏ là một hành động đáng lên án vì đã không có ít vụ tai nạn diễn ra chỉ vì ý thức kém của người cầm lái trước khi tín hiệu giao thông bắt đầu. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong ngày 18 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.